Chuyện tình hơn 40 năm của cặp đôi tài sắc, danh ca Hoài Thanh, nghệ sĩ Đỗ Quyên. Kính thưa quý khán thính giả, hơn 40 năm qua, dù chưa tổ chức đám cưới, nhưng chuyện tình của đôi nghệ sĩ tài sắc Hoài Thanh, Đỗ Quyên vẫn luôn cháy bỏng và được công chúng yêu mến mỗi khi nhắc lại. Kính thưa quý khán thính giả, nghệ sĩ Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Ngọc Thạch, sinh năm 1947 tại Hóc Môn. Xuất thân trong gia đình nghèo với 8 người em, ông phải sớm gánh vác trách nhiệm gia đình. Để có tiền mua sách vở, cậu bé Ngọc Thạch phải đi hái rau dại đem bán và phụ giúp cha mẹ. Thời trẻ, nghệ sĩ Hoài Thanh học trung học tại trường Tân Dân và học ca cổ với nghệ nhân guitar Thanh Tùng. Năm 1964, qua cuộc thi tuyển chọn ngôi sao xanh, ông gia nhập đoàn cải lương Úc Bạch Lan Thành Được để học nghề sân khấu. Ông tích cực hoạt động trong các ban nhạc tài tử nổi tiếng như Văn Dĩ, Úc Trong, Thành Công. Tên tuổi của Hoài Thanh bắt đầu nổi danh khi thay nghệ sĩ Minh Phụng vào vai Trần Vinh trong tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Nghệ danh Hoài Thanh được ông bầu ba bản chủ đoàn thủ đô đặt với ý nghĩa Hoài là nhớ, Thanh là giải thanh tâm, còn cứ nhớ giải thanh tâm mà trao dồi nghiệp ca hát. Trải qua nhiều đoàn cải lương khác nhau, Hoài Thanh để lại ấn tượng qua các vai diễn Phạm Lãi trong vở Tây Thi, Trác Phùng Quân trong Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Cao Nguyên Bình trong vở Đêm Lạnh Chùa Quan, Trần Vinh trong Gánh Cỏ Sông Hàn, Alika trong vở Ngày Tàn Bạo Chúa, Bộ Đội Vĩnh trong vở Thiên Thần Áo Trắng, Thúc Sinh trong vở Thúy Kiều. Trái ngược với Hoài Thanh, Đỗ Quyên là một cô đào đa năng, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và được cha là nghệ nhân Xuân Lạc dạy ca từ nhỏ. Năm 1966, bà thi đỗ trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Sài Gòn và 4 năm sau trở thành đào chánh của đoàn cải lương Thái Dương. Nghệ sĩ Đỗ Quyên nổi tiếng với các vai đào võ, giả trai và đào lãng độc. Một số vai diễn ấn tượng của bà gồm Triệu Thị Trinh trong vở Nhụy Kiều Tướng Quân, Bùi Thị Xuân trong Nữ Tướng Cờ Đào, An Lộc Sơn trong Tây Thi và Giáng Hương trong Sân Khấu Về Khuya. Bà là học trò xuất sắc được các giáo sư Năm Châu, Phùng Há trực tiếp dạy nghề. Trong thời gian hoạt động tại đoàn Hương Mùa Thu, giọng ca của Hoài Thanh được cố nghệ sĩ nhân dân Phùng Há chú ý. Ông được mời về đào tạo và diễn xuất trên đường Ngô Tùng Châu, nay là đường Lê Thị Riêng, quận Nhất, Sài Gòn. Tại đây, Hoài Thanh đã gặp Đỗ Quyên và lần đóng cặp trong vở Nắm Cơm Chan Máu mở ra một mối tình đẹp nhưng nhiều trương chuyên sóng gió giữa đôi nghệ sĩ. Những ngày học tập tại nhà Má Bảy Phùng Há, Hoài Thanh và Đỗ Quyên thường xuyên được cố nghệ sĩ Phương Thanh ghép đôi. Đỗ Quyên nhớ lại rằng mỗi lần bà gặp Phương Thanh, ông đều nói về Hoài Thanh, và mỗi lần gặp Hoài Thanh, ông lại nhắc đến Đỗ Quyên. Một lần, trời mưa lớn khiến nhà nghệ sĩ Phùng Há bị ngập nước, và thường Hoài Thanh chở Phương Thanh về nhà. Nhưng hôm đó, Phương Thanh bảo đi xích lô và yêu cầu Hoài Thanh chở Đỗ Quyên về. Dù con đường không dài, Hoài Thanh cố tình chạy lòng vòng nên mãi mà không tới nơi. Ngày đó, Hoài Thanh là chàng trai miền quê gầy gò nghèo khó, còn Đỗ Quyên là tiểu thư Sài Gòn cành vàng lá ngọc. Dù chịu nhiều sự ngăn cách và cản trở, thậm chí ba của Đỗ Quyên không tán thành, nhưng cả hai vẫn âm thầm gắn bó bên nhau. Năm 1973, đoàn Hương Mùa Thu khai trương vở diễn Người Chăn Hạt và Hoài Thanh được mời đóng vai chánh. Dù buồn bã vì không thể diễn chung với người yêu, Đỗ Quyên vẫn ủng hộ quyết định của ông. Họ hẹn sẽ tổ chức đám cưới khi thành danh. Ngày đó không có phương tiện liên lạc, họ chỉ biết về nhau qua báo chí và tin đồn về chuyện tình cảm với người khác. Sau 10 năm xa cách, cả Hoài Thanh và Đỗ Quyên đều đã có gia đình nhưng không tìm được hạnh phúc lâu bền. Năm 1983, định mệnh đưa họ gặp lại nhau trong bộ phim Ngày Tàn Bạo Chúa. Lúc này, Hoài Thanh đã ly hôn, còn Đỗ Quyên vẫn giữ tình cảm dành cho người cũ.
Họ quyết định hàn gắn lại mối tình dang dở sau 10 năm chia ly. Theo lời kể của danh ca Hoài Thanh, ông là người chủ động nối lại tình xưa. Do hoàn cảnh khó khăn, họ chỉ tổ chức một mâm cơm cúng ông bà đơn giản trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài hơn 40 năm với hai người con, Nguyễn Quốc Thi Thư, hiện định cư tại Úc, và ca sĩ Hoài Anh Kiệt. Chuyện tình chúng tôi có kể cả ngày cũng không hết, bởi biết bao lần sóng gió dập dùi, nghệ sĩ Hoài Thanh từng chia sẻ. Ông tin rằng khoảng thời gian xa cách đã làm cho tình cảm của họ thêm gắn bó. Dù không tổ chức đám cưới chính thức, họ cũng đã cùng các nghệ sĩ khác tổ chức một buổi lễ kỷ niệm đám cưới vàng như một cách đánh dấu chặng đường dài gắn bó. Trong suốt sự nghiệp, đôi vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh và Đỗ Quyên đã có những đóng góp to lớn cho nghệ thuật cải lương. Sau khi sinh con trai, nghệ sĩ Đỗ Quyên nghỉ hát để học đạo diễn tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và làm giảng viên. Họ đã thành lập câu lạc bộ cải lương Hoài Thanh Đỗ Quyên, đào tạo nhiều thế hệ học trò giỏi như nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Thi Phương, Hoài Nhung, Linh Phượng. Hiện tại, vợ chồng Hoài Thanh, Đỗ Quyên đã định cư tại Australia cùng con cái, nhưng thường xuyên về Việt Nam để tận hưởng không khí quê nhà. Dù đã ở tuổi thế chiều, cả hai vẫn giữ đam mê với nghệ thuật. Đỗ Quyên chia sẻ, bà duy trì sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, tập thể dục và thường xuyên hát karaoke để giữ giọng hát. Tại Australia, Hoài Thanh và Đỗ Quyên đã mở lớp dạy cải lương dành cho cộng đồng người Việt sống xa quê. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì lớp học, họ vẫn không từ bỏ và tiếp tục đưa tình yêu nghệ thuật cải lương đến với các học viên. Đỗ Quyên tâm sự, dạy từ những bài học cơ bản khuyến khích học viên luyện tập tiếng Việt. Việc này không chỉ giúp bà giảm bớt nỗi nhớ nghề mà còn giúp thỏa mãn niềm đam mê. Bà vui vì có cơ hội được sống với nghề một lần nữa. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, danh ca Hoài Thanh chia sẻ, ông cảm thấy như ông tổ nghề đã thương và cho phép họ hàn gắn lại mối quan hệ. Đối với ông, vợ vừa là người bạn, vừa là người thầy. Hiện tại, hai vợ chồng không còn mong cầu điều gì riêng cho mình, chỉ mong sao sân khấu cải lương có thể hồi sinh như chính cuộc tình của họ. Năm 2024 này, Hoài Thanh sẽ kỷ niệm 60 năm theo đuổi nghề cải lương và ông đang dự định tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt để đánh dấu sự kiện này nếu điều kiện cho phép. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa chia sẻ đến quý khán thính giả bản tin chuyện tình hơn 40 năm của cặp đôi tài sắc Hoài Thanh - Đỗ Quyên. Xin kính chúc cô chú được nhiều sức khỏe, an yên, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý theo dõi bản tin. Xin chào và hẹn gặp lại.